Hello, xin chào mọi người. Bây giờ là 5:30 và tôi đang quay phim các bạn ạ. Tôi đang miệt mài chạy phim Tết. Hôm nay tôi sẽ có một bất ngờ cho các bạn. Tôi sẽ đi tra khảo Dương về một bức ảnh. Trong này là gãy media. Các bạn ạ. Ôi trời ơi, bị đòn trả sữa rồi, chúng mày gọi đi. Chúng mày có cốc đây mà chúng mày vẫn uống nữa thì đến mai chúng mày mới ngủ được à? Rồi quay đi, quay đi các em. Trả sữa chúng ta nên tạm quên đi. Mày. Đứa nào có cháy thì sao mà có lực đi. Cháy lực đi. Nó vẫn có mùi cứt vịt Thảo ạ. Thì Thảo này, thì cao với toàn cứt vịt mà anh theo có cả của trâu, của bò, của lợn, của gà đấy anh ạ. Trông tôi xem. Thì cao đấy ạ, toàn cứt thôi mị. Tao còn thấy con bồ nó tẩn hôn nó y bậy chúng đấy. Và tôi có một bức ảnh chắc chắn sẽ gây sốc. Tôi sẽ cho Thảo lên xem. Bất ngờ chưa ai đây. Và tận tối câu ta cũng thế. Các bạn thấy ai đây chưa? Anh đã thấy. Em đã thấy anh bên người đó. Câu tối ra mà tận. Ê, mong mà Thảo. Ê, anh đi tôi dậy đã. Ô, gái trong bên thoại. Tôi dậy chỉ với hai đoạn điện thoại thôi. Ê. Ô, cái gì? Thảo ơi, thằng anh mày là người tầm một cứt vịt thôi. Thì cái ao đấy toàn cứt thôi mà anh. Có khi có cả cứt trâu, cứt bò, cứt lợn, cứt gà ấy chứ, kinh lắm. Này. Mày đã quay cái cảnh chứ nó lờ mở mắt chưa? Nó chỉ được đến thế thôi. Nó chỉ được thế này thôi. Nó mở mở được. Tao ở trong tổ, nó trồng mông. Mặt bấm kia được. Được rồi, được rồi. Nó đang hơi mở, thò vào là hơi mở. Xong thì đây, xong nét nét. Đây, nét này, nét. Rồi, thế được rồi. Tuấn bảo là tao thấy thằng Long Tố y trồng mông y, đấy Long ở ngoài cái. Tao im bao giờ. Lực bí của đứa nào, tao bảo đứa nào có cháy, có lực bí vậy. Bóp vừa hỏng mũi. Bóp vừa lệch mũi. Đây chưa? Chết. Chị này. Này, thỉnh thoảng nhá. Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng. Có hôm đi. Có hôm nó nói nghe kinh quá. Có hôm nhá. Hôm nào mà chút ra. Chút chảy nữa. Này, có hôm nhá. Tao còn nhìn thấy thằng Long. Này, có hôm nhá. Tao còn nhìn thấy thằng Long Tổ á. Nó chọc vít xuống lấy nỗi hiểu cơ mà. Mày đừng nói hiểu mày. Nó thủng đít nó y đấy cơ mà. Đừng nói hiểu kinh quá. Chọc vít xuống lấy nỗi hiểu cơ mà. Tóng. Mày chú ý nói nhẹ thôi nhộn được à. Như thế mà. Có hôm nhá, tao còn thấy thằng Long Tổ á, nó cũng phát từ đấy nữa. Thiếu chồng đít. Có hôm nhá, tao còn thấy thằng Long Tổ á, nó chồng đít, nó cũng phát từ đấy nữa. Cắt. Vào máy rồi. Bả. Cái gì? Ôi, thế mà tao uống ba ly nước cao rồi. Nó. Quay cảnh Tú Anh chưa? Chưa. Ôi giời. Chưa quay được. Tú Anh mày kìa. Cái này sao mà yếu này. Cái gì?
Thế mà tao uống bao nhiêu nước rồi, ôi trời nôn mẹ. Đi thử rồi mới cái cảnh của Ngọc với Quỳnh hay rồi. Rồi thấy mấy mẹ nhưng Quỳnh chị chắc chắn nó diễn được, nó diễn dễ hay. Diễn cũng tốt. Chỗ lên Ngọc. À quay đi, quay cảnh đấy cả. Ờ thế được rồi. Cái lúc của Quỳnh chị cái gì à? Cứ nhất chưa quay rồi đúng không? Có một ký ức một mấy câu đấy. Chị Ngọc bảo là chị Ngọc Quỳnh diễn nhá, kiểu hai chị em bình thường sao? Tự nhiên nhìn nhau phát khóc luôn. Tốt, rất tốt. Không, cái chỗ này. Nhá, Hiếu đảm bảo mà hay mấy về bè. Mấy mới dựng lên lụy từ kỹ thuật chúa chửi cho thì. Không không, nói chung không nhìn nó thương bị hiểu. Được. Rồi. Anh đi được. Dạ. Cái gì? Ôi giời, ôi thế mà tao uống bao nhiêu nước cao đấy rồi. Ai rồi? Ôi. Thôi thôi. Tuấn. Ôi. Thế mày ăn quả ở đấy rồi bây giờ mày thấy sao? Biết chi chưa nào? Anh mồm dính mất. À này, mày đã cầu ở đấy rồi đấy. Mày đã tiên tri được chưa? Thử xem nào. Này Hiếu biến thành nhà tiên tri. Có thể tiên tri tất cả mọi việc trên đời. Ví dụ như hôm nay là thứ hai thì chắc chắn mày là thứ ba. Còn nhiều cảnh trong này không Long? Hai. Ai rồi? Cũng không dài lắm đâu. Dài năm. Không dài. Hôm nay là thứ hai. Chắc chắn là mình sẽ là thứ ba. Mắt trên mọc vào buổi sáng. Mắt trên mọc vào buổi sáng. Chắc chắn là đâu. Chiều lặn xuống đằng tây. Hai đứa mày. Hai đứa mày. Sáng sẽ không thể. Đêm sẽ không thể nằm. Không sai chịu đâu. Đang thức thì không để nhiều, đang nhắm mắt thì hơi nghiêng gì đó. Hỏi xem có hết tổ. Hôm nay là thứ hai. Hai thằng xóm, hàng xóm. Anh Chiến ơi, thằng bé anh Chiến ơi. Thử xem nào. Hôm nay là thứ hai, chắc chắn ngày mai sẽ là thứ ba. Mặt trời sẽ mọc buổi sáng, chắc chắn là đông. Và đặt chú vào đằng tây. Hai. Ý à? Hai đứa chúng mày. À, hai đứa chúng mày. Buổi sáng sẽ không thể nghỉ, đêm sẽ không thể ăn. Hai đứa chúng mày mở mắt sẽ không thể ngủ. Không thì hai đứa chúng mày nếu nhắm mắt vào sẽ không thấy gì. Mở mắt ra sẽ không thể ngủ. Ừ, mở mắt ra. Thử xem nào. Hôm nay là thứ hai. Tao chắc chắn ngày mai sẽ là thứ ba. Vào buổi sáng mặt trời sẽ mọc ở đằng đông. Và lát ở đằng tây. Hai đứa mày. Hai đứa mày nhắm mắt vào sẽ không thể nhìn thấy gì. Mà đêm sẽ không thể ăn được. Hai đứa mày cứ cẩn thận. Tào lao. Mày đánh nó mạnh vào nào mày. Tào lao. Tào lao. Người ta tiên tri thì phải nhắm mắt vào để nhìn thấy tương lai chứ. Mày bảo mắt tao lao thế này nhìn thấy tiên liên thiên à? Nói chưa chuẩn vào xem nào. Tiên liên thiên à? Tào lao. Thì người ta có tiên tri. Cuốn giấy, cuốn giấy để sau đó. Mắt mày cứ mở lên, thấy tiên liên thiên à? Hả? Xin cho cẩn thận nào. Tiên liên thiên, tiên liên thiên à? Tiên sư gì? Tiên sư à? Thế tiên sư cho mày à? Rồi, tiên sư cho mày. Tiên sư cho mày, tiên sư cho mày. Thế nhưng mà hai người có người đấy. Tiên liên thiên này. Chạy, chết. Tào lao. Người ta xem tiên tri. Xem tiên tri đúng không nhỉ? Người ta tiên tri. Người ta tiên tri rồi, xem tiên tri. Tào lao. Người ta tiên tri á, người ta phải nhắm mắt vào thì mới thấy được tương lai. Mày mở mắt tao láo ra thế thì nhìn thấy tương gì? Tiên liên thiên. Thì mày tiên liên thiên à? Làm sao nào? Từ từ. Tào lao. Người ta nhìn thấy người ta tiên tri thì phải nhắm mắt để thấy tương lai. Rồi, rồi lên coi xem.
khói lấy cái giấy cuộn tròn vào xong để thằng này để tay đằng sau á, dễ hơn à, chả lên khói dễ hơn à, lấy giấy vệ sinh vặn vào thành một cái đuốc à, nhầm một, đúng rồi, một cái đuốc ấy, khói đi xịt không, khói trắng tắt đi khói nó sẽ trắng. Còn thế được rồi, mày đang thích hút gì? Mày đang thích hút gì? Thằng này đang được cơ hội hút. Cái bếp này được rồi, để tao thử. Thấy mẹ tay giơ lên. Để cắt đi. Điều cảm ơn. Rồi, để thử bắt đầu. Thấy đang rất buồn ngủ. Thế thì cho nó sợ. Rồi. Thế phát đầu này luôn này. Ôi nó sặc mày ơi. Không được thế thì cái này là tay kia rồi. Ok nào. Anh sau này thì anh thế nào. Em cũng chưa được cười. Trời. Được rồi, để tao thử. Khói, khói ít quá, đã nhìn thấy cái gì? Đã thấy khói thế. Bỏ đi lấy cái giấy vệ sinh cho tao làm cho. Không có khói, không nhìn thấy cái gì. Lấy cái giấy vệ sinh văn lại đây thành một cái kén à. Giấy vệ sinh, nó mới nhiều khói. Ôi trời ơi. Lấy vệ sinh có nhiều khó nhưng em tìm đi. Em chóng từ từ lại em tìm. Chóng. Không ăn cao được. Và bây giờ tôi sẽ cho Thảo, trong cái lúc đấy thì tôi sẽ cho Thảo Lê xem cái bức ảnh này các bạn ạ. Mặc dù điện thoại, cái điện thoại của tôi máy khói chắc là cũng phải mua đấy. Không, máy khói, máy khói di động cơ, còn cái máy khói bình thường. Tôi sẽ cho Thảo xem, mặc dù các bạn à, mặc dù nó hơi thiếu ánh sáng các bạn, nhưng tôi sẽ cho Thảo lên xem. Ừ, văn không nhỏ thôi, nhỏ thôi thì mới đốt được chứ, nhỏ nhỏ khoảng bằng ngón tay út thôi đấy, thôi văn vào xong đốt. Tôi sẽ cho Thảo lên xem, các bạn có nhìn thấy mở điện thoại tôi hết pin rồi. Mày cho tao, mày gửi cái này sang tin nhắn của mày đi, cho tao mượn điện thoại mày cho nó sáng đây. Chưa có bình hạt đâu, làm gì có pin, không có pin à, pin đâu trong màn hình PC này, cái đấy cũng hết pin. Thế là... Anh sáng không nhìn thấy đâu. Ngồi điện thoại bên trong. Hôm nay tôi đã...